Thưa quý vị, được truyền cảm hứng từ một lớp học tiếng Anh của cô giáo dân tộc Mường ở miền Bắc, sau chuyến công tác tại Hà Nội trở về, chị Siti Hara ấp ủ sẽ mở một lớp học tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ đồng bào Chăm của mình. Qua 2 năm vướng dịch bệnh thì nay mong muốn ấy đã trở thành hiện thực. Chúng ta cùng đến thăm lớp học đặc biệt này tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Kể cả thời tiết mưa, cứ 6 giờ tối, thứ tư và thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, khu vực gần thánh đường Aman lại sáng đèn đón bước chân lũ trẻ. Đây là lớp học tiếng Anh miễn phí do chị Siti Hara giảng dạy. Với khả năng ngoại ngữ từ khi du học cùng thời gian công tác tại Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh, Hara đã quyết định mở lớp dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở quê hương mình. Sau khi bàn bạc với trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang, cũng giống như là lấy ý kiến của mấy vị giáo cả, thì mấy chú được thống nhất là con nên mở thử cái lớp này. Thì em đã quyết định mở ở lớp học của trên thánh đường Aman thuộc xã Khánh Hòa. Thì lúc đầu mở thì lớp cũng chỉ được vài ba em thôi. Vì không phải là giáo viên nên ban đầu việc thuyết phục phụ huynh cho con em đến lớp không hề dễ dàng. Nhưng đến nay, sau 3 tháng, lớp học miễn phí của cô Hara đã thu hút 22 học sinh. Mấy em cũng phấn khởi đi học từ đầu tháng tới giờ là được 3 tháng. Bé học rất hiệu quả nên muốn cho bé học theo tiếp trên con đường của bé. Đầu tiên là con được một bạn giới thiệu, xong rồi con học ở đây cũng được 3 tháng rồi. Bé lớn 14 tuổi, nhỏ nhất là 8 tuổi. Đây là lý do cô Hara không dạy theo một giáo trình sẵn có nào. Hara quan sát, kiểm tra năng lực, rồi tự soạn ra một giáo án riêng cho lớp sao cho thiết thực nhất, phù hợp nhất với khả năng và trình độ chung của các em. Mỗi buổi học theo một chủ đề như giới thiệu bản thân, gia đình sẽ giúp các em hình thành phản xạ nhanh khi giao tiếp tiếng Anh. Thì con thích học môn này bởi vì con muốn giao tiếp với những người nước ngoài. Dạ, con học với cô Sarah cũng được lâu rồi. Dạ, cũng được 3 tháng. Dạ, cô Sarah chỉ con rất là nhiều kiến thức. Cô rất là vui và rất là thương yêu của con. Nôm na là lớp học tình thương. Thì đây là một cái lớp học phải nói là ở địa phương rất là ủng hộ và quan tâm. Nếu mà Hara cần được sự hỗ trợ thì phải nói ở địa phương là hỗ trợ, phải nói là hết mình đối với Hara để mở cái lớp học này. Nhờ nhận được sự ủng hộ đặc biệt của chính quyền địa phương và hơn hết là niềm tin yêu của chính các em nhỏ, chị Hara mong tiếp tục được đóng góp cho cộng đồng, giúp các em nhỏ đồng bào Chăm nâng cao trình độ ngoại ngữ và có thêm cơ hội học tập tốt hơn mỗi ngày.